Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ cùng mọi người trải nghiệm nhanh qua chiếc Beijing X7, một chiếc xe làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam vào những cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Thì ngày hôm nay em đây có một chiếc xe là của thằng của đứa em mọi người ạ. Thì bây giờ em sẽ lên xe để trải nghiệm một vòng cùng các bác, gọi là chúng ta trải nghiệm một vòng để xem là chiếc xe này nó có gì hay mọi người nhá. Cửa là dạng cửa thụt thò này. Nói chung là em nghĩ là với một chiếc xe Trung Quốc thì Beijing X7 là một trong những chiếc xe nó hoàn thiện rất tốt. Nó hoàn thiện rất tốt và cái chất liệu để làm nên chiếc xe này về cơ bản thì em thấy nó cũng được đấy mọi người à, cũng không chê được đâu. Đây, ví dụ như là cái hệ thống da nó nhá. Cái hệ thống da thì em đánh giá là đẹp đấy, là đẹp mọi người nhá. Nói chung là chả biết nói gì, chỉ biết nói là chỉ hơi tiếc nó là một trong những chiếc xe đến từ Trung Quốc thôi. Đến từ China thôi. Còn đâu thì mọi người nhìn này, vành này. Và đi cái chiếc xe này vào sóc ấy, vào những cái đoạn sóc ấy, thì nó sẽ hơi bị cái độ cứng một chút mọi người nhá. Còn về chế độ vận hành lái thì sao? Thì bây giờ cùng xin mời các bác này. Đây, màn hình hầu như cảm ứng hết, hầu như không có cái nút vặn gì mấy đâu. Duy nhất là cái chỗ này này. Chỗ này ông ấy ông lại dán vào đây rồi. Còn thì nó sẽ đen xì hết luôn mọi người, đen bóng luôn nha mọi người nhá. Giảm phanh em đề nổ này. Rồi, đấy. Mọi người nhìn thấy không? Nó hiện đại này. Thực sự là với cái tầm tiền như thế này thì nó quá hiện đại luôn. Có thiếu gì đâu mọi người. Chả thiếu gì cả. Cửa sổ trời thì toàn cảnh luôn. Đương nhiên rồi. Rồi, không bật làm gì cho nó nóng mọi người à. Em sẽ đóng rèm lại nhá. Bây giờ cùng các bác vận hành này. Cần số rất là hay này. Bóp này. Về D này. Chúng ta không cần phải nhả bánh tay mọi người nhá. Bởi vì chúng ta ga lên là xe tự nhả. Xi nhan này. Vô lăng đẹp. Nói chung là chiếc xe này chỉ có cái là khi mà đề ba thì nó sẽ có hơi một chút cái độ độ gì nhỉ? Gọi là độ bị hụt ga mọi người à. Độ trễ một chút thôi nhá, một chút thôi mọi người nhá. Còn đi để mà đi đường đẹp như thế này thì đúng là với lại với chiếc xe này nó còn mới nữa thì cũng ok. Cũng ok, không vấn đề gì cả thôi. Mình đi đường này thì là không đi được rồi. Nói chung là được đấy mọi người ạ. Với cái chi phí nó chỉ có loanh quanh đâu đó có 800 triệu thôi. Chúng ta được một chiếc xe như thế này thì chấm hết rồi. Lái nhẹ. Lái nhẹ. Cách âm thì hiện tại thì là ok. Không thiếu gì đâu mọi người, không thiếu một cái option gì cả. Đó, bây giờ em sẽ đi vào đường sóc một chút đường sóc này. Để xem nào. Đó, vào đường sóc một tí thì nghe cảm giác như là ở cái giảm sóc nó hơi cứng. Nhưng mà thôi, thế này thôi. Thế này là mỹ mãn rồi. Nói chung là bác nào mà xác định mà mua Beijing X7 này này thì chỉ mong sao là theo thời gian càng lâu nó bền theo thời gian với mình thôi. Còn thì về hiện tại như thế này thì là chấm hết mọi người à. Đẹp, đẹp mà lại nó lại còn hiện đại nữa chứ. Đó. Ok. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Em sẽ review qua cho mọi người nhá. B này, B ví dụ muốn về B chúng ta chỉ cần bấm vào đây này. Đó, xe sẽ tự về B này. Phanh tay đã được kéo lên này. Mấy cái nút này không biết là có phải kim loại hay là nhựa giả kim loại cũng không rõ lắm. Em cũng chưa rõ lắm. Đó, đẹp này, mở cái rèm cho sáng này. Cố kiếc này. Nói chung là những cái chi tiết như này này mọi người này, có nghĩa là những cái chi tiết để làm nên con xe nó khá là ổn định. Nó chất và nó đẹp hơn là cái chiếc xe Zoti Z8. Zoti Z8 bị chối quá mọi người ạ, nói thật luôn. Quá chối luôn. Đi nó cứ như là đi máy cày ấy. Đó mọi người nhìn đây. Đây này. Ví dụ những cái chi tiết này nó làm rất là đẹp mọi người nhá. Đây. Đó, kể cả là những cái đây, mọi người nhìn không? Xe tàu Trung Quốc đấy nhá. Nhưng mà những cái đường viền loa, có những cái loa này, nó làm những cái đường viền này. Đó, đẹp này. Đúng không ạ? Vô lăng nhá, vô lăng thì những cái phím bấm trên tích hợp vô lăng này này thì đều là phím bấm cảm ứng hết mọi người nhá. Đều là phím bấm cảm ứng hết. Và mọi người nhìn cái màn hình này. Nó từ đây sang đây. Đấy, còn hệ thống loa thì em biết mở nhạc xe này không?
nhá, xe này mở đâu. Đấy, xe nào. Đây này. Voi vùng vùng như thế này. Home này. Home Sandit này. Thấy không? À đây, media đây, media đây. Thôi, tí nữa tìm sau. Đấy, mọi người nhìn đây, cửa sổ trời này, thướng như này. Nói chung là 800 triệu là thế này thôi. Nó thiết kế đây này. Những cái chi tiết để làm nên con xe nó đẹp này, em hiểu không? Mình đang so với con Jotty Z8 ấy, cái camera quanh xe, camera đây nhá. Đây ví dụ xem luôn cho mọi người này. Đấy, mọi người thấy không? Đây nhá. Camera 360 nhá, em về R này. Đây này, mọi người nhìn này. Nét nét như Sony luôn. Đó. Mọi người thấy đánh không? Đấy, đây này, vô lăng vận này. Đây đang đỗ chết mọi người nhá. Đó. Màn hình cảm ứng, điều hòa cũng là cảm ứng hết, tất cả cảm ứng hết đâu. Mấy cái nút này thôi. Ừ, đèn, đèn cảm ứng này. Đấy, đây. Nói chung là ok đấy. Được của nó đấy. Nói chung là với cái tầm tiền 800 triệu này thì chúng ta hít như thế là hít thơm rồi mọi người nhá. Đó, một bác nào mà muốn có đánh giá thêm thì em mà nói có sai đâu thì mong các bác thông cảm. Vô lăng bọc da, dạng vô lăng méo, đẹp. Cái chỗ này hoàn thiện chưa tốt. Cái da phần này hoàn thiện chưa tốt. Đấy, Beijing X7 quá đẹp. Cái thời điểm em mua xong này cả đăng ký là bao tiền nhỉ? Đấy. Chỉ hơn 800 triệu thôi. Đẹp đấy mọi người ạ. Ok đấy. Thôi. Bắt đầu mà có ý kiến bình luận nào, có ý kiến về chiếc xe này thì để lại phần bình luận nhá. Xin cảm ơn các bác nhá.